Ngày hôm nay tại Học viện Lục quân đã diễn ra lễ ký kết và triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tham gia ký kết có các đơn vị gồm Học viện Lục quân, Học viện Chính trị khu vực 2, khu vực 4, Ban chỉ đạo 35 quân khu 7, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường sĩ quan Lục quân 2, Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn quân khu 7 và tỉnh Ninh Thuận. Việc ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị địa phương trong tổ chức thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, qua đó làm tốt công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học của các cán bộ chiến sĩ, các đơn vị, cán bộ và các tầng lớp nhân dân, các địa phương vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong năm 2022, các đơn vị và các địa phương sẽ phối hợp thực hiện các nội dung gồm chia sẻ thông tin, tổ chức hội thảo, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trên địa bàn quân khu 7 và tỉnh Ninh Thuận trong tình hình hiện nay. Thực hiện hiệu quả cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch.